Chào tất cả mọi người đến với bản tin mới nhất của em ngày hôm nay. Và tiếp tục là những nguồn thông tin mới nhất về vụ dì ghẻ Quỳnh Trang bạo hành cháu Vân Nam 8 tuổi. Và đúng như là em đã thông tin ở những video trước đây là càng về cuối của vụ án thì lại nhiều những cái tình tiết mới. Và đặc biệt như em đã thông báo rằng là hiện nay đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng vụ án này vẫn chưa được xử, thì bây giờ mọi người đang nản chí và mọi người đang lung lay về ý chí và có người đã bỏ cuộc rồi. Thì bây giờ chính là cái thời gian để gia đình của những tên gọi là ác nhân kia đó là đang chuẩn bị lên để có thể là công kích những cái bài viết làm nhẹ cái tình tiết của vụ án đi và làm cho tất cả chúng ta sẽ bỏ cuộc và cái vụ án này sẽ bị lắng xuống. Và đặc biệt là hôm nay thì đã có rất nhiều người chia sẻ một cái bài viết và cho rằng là dì ghẻ đã gọi là thiếu kiểm soát trong lúc bị điên dại. Đó, là hiện nay mình không biết là có phải chính là người nhà của thằng Thái và con Trang hay không. Nhưng chắc chắn rằng là em đã thông báo rồi là quý vị khán giả sẽ phải tiếp tục theo sát cái vụ án này. Và mọi người đừng có bỏ cuộc. Và nếu như mọi người, nếu như một ngày không xem nữa và mọi người sẽ bỏ cuộc đi thì có lẽ sẽ là một thời điểm tốt nhất cho những con người, người thân, bạn bè, gia đình của hai tên gọi là súc vật kia. Bởi vì nó đã quá ác độc và cướp đi cái sinh mạng của cháu Vân An. Và hôm nay thì đã có cái thông tin chia sẻ như thế này, là trong cơn cuồng nộ của xã hội đòi tử hình dì ghẻ, tôi chợt thấy thương lẫn trách cha mẹ của cô ấy. Ngay một lời nói đầu tiên là đã thể hiện cái tình cảm rằng là bảo vệ cho con dì ghẻ này và có ý định là giảm nhẹ tình tiết của vụ án để hòng bao che và xoa dịu dư luận. Và còn nói như thế này, là tôi chợt thấy thương lẫn trách cha mẹ của cô ấy. Ở tuổi này làm gì đã biết dạy con mà lại phải nuôi dạy đứa con trẻ không phải là con ruột của chính mình. Chính vì áp lực của cô ấy ngày nào cũng lớn như lên cơn điên với em bé. Khi hành xử trong cơn điên, người ta không thể kiểm soát được hành vi của mình. Thì quý vị có thấy không? Có nghĩa là cái câu này là chính vì áp lực cô ấy lúc nào cũng như lên cơn điên với em bé. Áp lực ở đây là mới 25 tuổi làm mẹ nên là đã bị áp lực. Và khi hành xử trong cơn điên, người ta không thể kiểm soát được hành vi. Quý vị thấy đúng không? Tất cả những cái ngôn từ này đều là nhắm đến là cái hướng là bảo vệ con dì ghẻ này. Và cái mục đích của những người chia sẻ những cái thông tin như thế này thì để giảm những cái tình tiết của vụ án và để cho chúng ta sẽ nghe những cái lời mật ngọt. Và bởi vì quý vị đã bỏ cuộc rồi nên là em mới nói với tất cả mọi người rằng cái vụ án này hiện tại vẫn đang được cơ quan công an họ điều tra. Và chúng ta đừng nên gây áp lực cho những cái cơ quan điều tra đó, bởi vì là họ sẽ phải điều tra rất là kỹ tương tận của vụ án, bởi vì đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng và là một vụ án điểm. Và tiếp theo nha, là cô dì ghẻ không hề nghĩ mình đang làm sai mà chỉ nghĩ mình làm đúng. Quý vị thấy nó có buồn cười không? Một người gọi là ác độc đến gọi là thời trung cổ tra tấn một đứa trẻ mà lại có thể nói được rằng là cô dì ghẻ không hề nghĩ mình đang làm sai mà chỉ nghĩ mình làm đúng. Bởi vì nếu như nghĩ mình làm sai, không nghĩ mình làm chỉ nghĩ mình làm đúng, không nghĩ mình làm sai là chỉ có bộc phát trong vòng một cái thời gian nhất định, ví dụ như là đánh trong vòng 1-2 ngày mà lỡ tay đánh em chết thì đây là cái thông tin đúng. Nhưng đây là một cái hành động gọi là man dợ và tra tấn, bóc lột, bạo hành trong vòng 1 năm trời và đánh trong vòng 4 tiếng trước khi qua đời, chứ không phải là cái câu chuyện là gọi là lỡ tay ở đây. Đó, nên là người nhà hiện nay quý vị phải để ý nhá, là những kẻ xấu đang lợi dụng tất cả chúng ta đang bị giãn đội hình, tất cả chúng ta đang bị những cái lời lẽ của bọn nó làm cho mọi người sẽ bỏ cuộc và họ sẽ chen vào đó những cái lời bảo vệ, ngụy biện cho tên gọi là dì ghẻ và thằng Thái, thằng cha gọi là ác độc nhất hành tinh này. Đó, và cô cũng giống như nhiều cha mẹ ruột khác từng cho rằng là phải đánh trẻ thì mới dạy được trẻ. Trong lúc cô đánh như một con thú, đây là trạng thái mất kiểm soát của nhiều người lớn khi đánh con mình. Không ai đánh con mà đánh đến mức độ chết và hành hạ trong vòng 1 năm như vậy đâu. Đúng không? Phân tích cái gì thì nó phải đúng. Đây là họ đang viết những cái bài viết và dựa những cái câu chuyện này để có thể là ngụy biện cho chính con em, con cháu của mình. Cũng nhiều người nói rằng là gia đình của em đấy không có tội gì hết và xử đúng người đúng tội và chỉ xử con Trang với thằng Thái thôi. Thì mình thử hỏi xem những người bao che và đồng lõa thì chả nhẽ để cho họ ở ngoài vòng pháp luật hay sao, đúng không? Các luật sư hiện nay họ đang cố gắng từng ngày, từng giờ, từng phút để có thể vạch trần được tội ác, những cái những gọi là man dợ và độc ác của thời trung cổ. Cả gia đình của họ sẽ phải chịu cái mức án cao nhất trước pháp luật, chứ không phải là riêng con Trang và là thằng Thái đâu. Cái điều chúng ta có thể nhận thấy rằng là gia đình
con Trang và thằng Thái đều biết cái sự việc này. Con Trang thì có thể gia đình nó ở xa, không quan tâm, nhưng thằng Thái là bên nội và đặc biệt là có quyền để nuôi con cháu thì họ phải biết cái điều này. Rồi tiếp theo mình sẽ phân tích cái bài viết này nha. Rồi mình sẽ nói sâu hơn về cái sự việc này. Là tôi nhiều lần chứng kiến nhiều ông bố vác dao gậy, thắt lưng, dởm đánh con. Có lần đứa bé chạy vào trường để trốn cha mẹ vì học sinh. Tôi gần trường, ông bố rượt theo và bị bảo vệ cản vì lúc ấy sẵn sàng ra tay với con mình. Tôi thấy tiếc cho cuộc đời của một cô gái xinh đẹp nhưng thiếu kiểm soát và hành vi của bản thân. Và hồi xưa còn trẻ khi chưa cưới, ông chồng tôi bây giờ rất hay chở tôi về nhà em gái, nhà cậu mợ chơi. Và cái ý kiến của cái bài viết của con này là muốn bảo vệ dì ghẻ. Và đặc biệt là nói rằng những hành vi của con Trang này là nó không cố ý và chỉ mang tính chất dạy dỗ và thiếu kiểm soát với những hành vi gọi là điên dại. Thì tất cả những cái sự việc mà chúng ta có thể phân tích như sau. Là một người điên dại và mất kiểm soát, nó ở trong một hành vi là trong vòng một tiếng đánh lỡ tay một cái gì đó thôi. Đây không thể nào mà trong vòng một năm trời. Đây không phải là một cái hành vi mất kiểm soát mà đây gọi là bản năng, bản tính của một con người. Nó giống như là một con người độc ác rồi thì người ta không thể nào mà hiền lành được, đúng không? Con Trang này thì nó cực kỳ độc ác và thâm độc. Nó đã tra tấn mức độ nó đánh, quý vị có thể biết được là đánh 4 tiếng đồng hồ và đánh 1 năm trời, ngày nào cũng đánh 3 lần, sáng đánh, trưa đánh, tối đánh. Và tối thì bắt phải đi đổ rác rồi làm những công việc nhà nữa. Thì quý vị thử nghĩ xem một đứa bé có 8 tuổi thôi đã phải chịu những nỗi đau về thể xác, đặc biệt nhất vẫn là nỗi đau về tinh thần ám ảnh của cuộc đời của em. Đó, chúng ta phải thấy rằng là đây là những cái nhận định của nhiều người nói rằng là nếu bạn đòi giết ai đó vì cho rằng họ có tội thì bạn cũng giống như dì ghẻ đánh bé vì cho rằng bé cần phải bị đánh để ngoan. Đó, cái câu nói này của quý vị mà phải để ý nhá, là cái người là chia sẻ và cho rằng nếu bạn đòi giết ai đó vì cho rằng họ có tội, có nghĩa là tất cả cư dân mạng chúng ta đang muốn tử hình con dì ghẻ và thằng Thái. Đây là họ nói như vậy. Thì họ nói rằng là thì bạn cũng giống như cô dì ghẻ đánh bé vì cho rằng bé cần phải bị đánh để ngoan. Tại sao họ có thể so sánh cháu Vân An với lại con Trang này được? Mình rất là bức xúc với cái bài viết này, thực sự luôn quý vị ạ. Bởi vì em đã theo sát cái vụ án này được gần 2 tháng trời. Và em đã biết được là khi cái vụ án này về cuối và khi chúng ta đang bị chia rẽ và khi cư dân mạng có người bỏ cuộc thì cái vụ án này nó sẽ có những cái người thân của gia đình sẽ trà trộn vào những cái bài viết, những cái trang YouTube, những cái kênh YouTube khác và những cái bài báo để comment những cái lời chia rẽ. Đặc biệt là sẽ làm những người gọi là không có sức chịu đựng và kiên nhẫn thì đến cuối cùng của vụ án này thì sẽ bỏ cuộc. Và đồng thời mỗi người bỏ cuộc sẽ tiếp thêm cái sức mạnh cho bọn nó, là bọn nó sẽ chia sẻ lên những cái tin gọi là bênh vực và làm cho chúng ta nản chí và tất cả thì sẽ bị nhẹ hình phạt xuống. Có thể không quý vị? Có thể chứ. Đây là một cái chiêu, có thể nói là chiêu cuối cùng. Bởi vì tiền thì họ không thể đút cho ai, không ai dám nhận, đúng không? Không thể. Bởi vì là bây giờ cái vụ này là vụ án điểm rất khó, nhưng cái dư luận là một cái rất là quan trọng. Quý vị thử nghĩ xem, mỗi một vụ án mà dư luận dậy sóng thì họ phải làm tới bến. Còn những cái vụ án nào mà không ai quan tâm thì họ sẽ không điều tra đâu. Mọi người, mình thấy rất nhiều người như thế này và bình luận rằng là công an họ chỉ cần gia đình có điều kiện thì mới điều tra, thì còn gọi gì là công an. Thì mình hỏi quý vị các bạn xem là công an họ ăn cái gì, họ uống cái gì? Họ không ăn cơm và uống nước thôi. Thì không có cơm cho họ ăn thì họ lấy cái gì mà ăn, đúng không? Thì cái công việc của người ta là để điều tra, nhưng biết là giúp cho nước và lợi cho dân. Nhưng bởi vì là họ cũng phải có kinh phí thì họ mới làm được. Quý vị thử nghĩ xem, bây giờ chúng ta không có tiền, chúng ta chỉ đi bộ vào thành phố thôi, nhưng chúng ta không có tiền á, còn có tiền chúng ta đi máy bay vào thì nó phải khác. Có tiền thì mới làm được tất cả, đúng không? Và đây thì gia đình nhà nội ngoại có tiền nhưng sẽ không thể lo được cái vụ án này. Nhưng bây giờ họ đang đánh vào cái tâm lý của dư luận, là sẽ dùng một câu nói mà mình đọc đi đọc lại mình vẫn rất là bức xúc, là nếu bạn đòi giết ai đó vì cho rằng họ có tội thì bạn cũng giống như cái cô dì ghẻ. Thực sự là họ có thể so sánh một cách là trên trời và dưới đất. Cháu Vân An nó làm gì có tội? Chúng ta phải nghĩ như thế này, cháu Vân An mới có 8 tuổi thôi, cháu đang tuổi ăn tuổi lớn và là một tuổi của một cái lứa tuổi gọi là chưa biết một cái gì cả, là ngây thơ, một đứa tuổi hồn nhiên mà đáng được thương yêu và bảo vệ thì lại bị hành hạ trong vòng 1 năm. Và chúng ta thử nghĩ xem, nếu có ai đó đánh mình một cái vào người thôi, nó đau đến mức độ nào mà mình thì có thể nói là mình chống cự,
Còn cháu Adan thì không dám chống cự và ra đi trong sự đau đớn. Có nghĩa là bị đánh đau lắm rồi nhưng mà chỉ có biết khóc thôi, không biết làm gì hết. Bởi vì ai cứu? Chính người bố của mình là chỗ dựa duy nhất, thì người bố đó cũng nhẫn tâm để cho bạn tình của mình đánh chính người con của mình. Lúc đấy Vân An gọi là khóc trong vô vọng, tuyệt vọng. Kêu ai? Bây giờ bố của mình thì còn không cứu mình thì ai cứu? Đúng không? Đặc biệt là Vân An chắc chắn là rất nhiều lần là mách bố rồi, nhưng mà không có được như là suy nghĩ của Vân An là sẽ bảo vệ con, mà ngược lại là còn đánh con. Bởi vì là con Trang nó sẽ đặt lên cái bàn cân là anh bảo vệ em hay là bảo vệ con. Anh mà chọn con thì anh ở với con, bảo vệ em thì anh ở với em, thì cho em đánh con của anh. Đó, nó như vậy. Nên là có rất nhiều những cái câu chuyện hiện nay đang xảy ra rằng là họ đang tuyên truyền một cái gọi là truyền thông bẩn để vào đầu những người gọi là đang chuẩn bị bỏ cuộc. Bởi vì rất nhiều người đã không thể đợi được nữa rồi. Nhiều người đã lên bức xúc và nói rằng là cái vụ án này sao chưa xử, rồi hay là lo lót tiền này kia rồi là bị chạy án hay không. Thì mình nói rồi, gia đình sẽ cố gắng để chạy án nhưng sẽ không bao giờ chạy được. Nên là bây giờ cái truyền thông rất là quan trọng. Nên là em, tại sao em lại luôn đồng hành cùng tất cả mọi người để có thể rằng là đòi lại công bằng cho cháu Vân An? Đó, nói chung là đây là một cái câu nói nữa là không ai có quyền quyết định cuộc đời của ai cả ngoài cuộc đời của chính mình. Xã hội bạo lực khi mà nhiều người biến thành quan tòa un đòi tử hình người khác, điều đó chỉ nên thuộc về pháp luật. Đây là họ còn nói xấu người dân của mình bảo vệ Vân An mọi người ạ. Đây họ nói rằng là không ai có quyền quyết định cuộc đời của ai cả. Có nghĩa là mình không được lên án là để tử hình con Trang. Mà cuộc đời có nghĩa là chỉ có cuộc đời của chính mình mới có thể quyết định thôi. Và xã hội bạo lực khi mà mọi người đều biến thành quan tòa. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể biến thành quan tòa để kết liễu rằng là nói rằng là con gì kẻ phải bị tử hình. Thì nó lại nói rằng là un đòi tử hình người khác thì cả xã hội lại biến thành quan tòa. Có nghĩa là họ đang vừa bảo vệ và vừa chửi tất cả chúng ta. Quý vị thấy không? Có nghĩa là họ mượn cái câu từ để chửi chúng ta là un để làm quan tòa, đòi đi xử gì ghẻ. Mà thực ra thì cái quyền xử đó chỉ thuộc pháp luật. Thì chúng ta không có quyền xử, nhưng chúng ta có quyền lên tiếng. Đúng không quý vị? Nên là em nói với tất cả mọi người rằng chúng ta không được quyền xử nhưng chúng ta có quyền lên tiếng. Và cái quyền mà lên tiếng của chúng ta nó sẽ có lợi như thế nào? Nó là một cái sức mạnh về tinh thần và là sẽ làm cho tất cả mọi người rằng là sẽ không bị lung lay bởi những cái gọi là tên xấu kia để có thể bình luận và chia sẻ những cái ý đồ xấu xa để làm cho chúng ta tranh cãi và phản bác. Và những cái ý kiến bao biện của họ, một mục đích là để bao biện, để giảm nhẹ tội, còn một mục đích là để chửi chúng ta giống như một quan tòa để đi xử kết tội một ai đó. Và họ nói rằng là mình mà xử tội gì ghẻ thì cũng chả khác gì gì ghẻ xử tội Vân An. Một câu nói mà chúng ta phải đáng phải suy nghĩ là rất là bực mình. Bởi vì là bây giờ nhà nội, nhà ngoại, nhà nó, anh em bạn bè nói đầy mà. Họ sẽ theo dõi chắc chắn rằng là quý vị ạ, họ sẽ theo dõi kênh của em. Và họ sẽ theo dõi từng cái câu từ của em. Để khi mà mình có cái gì đó là họ sẽ phản biện ngay. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là họ sẽ đánh vào tâm lý của những người truyền thông. Bởi vì em chính là một trong số rất nhiều người đứng lên để đòi lại công bằng cho cháu Vân An. Nên là có thể sẽ rơi vào tầm ngắm của họ. Có thể họ sẽ công kích, công phá cái YouTube. Đặc biệt là sẽ có thể là ra tay với bọn em luôn. Nên là bọn em đi đâu rất cẩn thận, phải tính toán rất cẩn thận. Bởi vì là cái người họ ác, họ trong bóng tối, mình ở ngoài ánh sáng thì họ có thể là hại mình bất lúc nào. Nên là cái thông tin này em cảm thấy rằng là đang có dấu hiệu nha. Nhà bên nội đang thuê người hay là đang kích động để cho chúng ta sẽ chùn bước. Và họ sẽ biến cái câu chuyện này thành nhẹ tội và con Trang nó sẽ phải xuống cái mức án thấp hơn. Nên là em mong tất cả mọi người rằng hãy ủng hộ em bằng cách là chia sẻ mạnh mẽ và like thật mạnh với cái video em ra. Và đặc biệt hơn nữa là chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và quý vị đừng quên nhé, mỗi cái video em đăng tải thì quý vị đừng quên là bình luận một vài chữ ở bên dưới cái video. Bình luận những từ gọi là ủng hộ em hay là chúng ta sẽ đồng lòng ủng hộ. Đừng bình luận những từ kích động, chống phá. Quý vị đừng có chửi bới mà hãy bình luận những ngôn từ thích hợp để ủng hộ em. Em sẽ đọc những cái ngôn từ của quý vị khán giả và em sẽ hiểu cái nội dung của mọi người. Nên là em sẽ luôn cập nhật cái thông tin mới. Và mỗi khi có những cái không cần thông tin mới về cháu Vân An, chỉ cần thông tin mới về nhà nội, nhà ngoại, nhà nó, em cũng cập nhật để cho tất cả mọi người sẽ theo sát cái vụ án này. Và cái mục đích là gì? Tất cả chúng ta chỉ có đòi lại công bằng cho những đứa trẻ và bảo vệ trẻ em.
và đồng lòng đòi lại công bằng cho cháu Văn An để cháu có thể ra đi thanh thản và siêu thoát. Rồi, và cái video này em sẽ dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem hết cái video ngày hôm nay. Và em sẽ liên tục cập nhật ở những video mới. Rồi, và chào tất cả quý vị khán giả. Và chào cả em Linh nha.